trời, nếu ai đánh nó thì trời đánh cho. Đó chính là một trong những câu ca dao rất quen thuộc và nổi tiếng mà có lẽ tất cả mọi người ai cũng đều biết đến. Câu ca dao này nói lên tầm quan trọng của chu cóc trong đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam. Và hình ảnh về cóc ở trong đời sống văn hóa của người Việt và hình ảnh thiềm thừ trong những cái chú cóc thiềm thừ gỗ phong thủy có ý nghĩa và gắn kết với nhau như thế nào thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu. Và loài cóc có một trong những cái đặc điểm rất là hay, đó chính là mỗi khi cóc nghiến răng thì nó sẽ báo hiệu là trời mưa. Và trong đời sống sinh hoạt của người Việt Nam thì loài cóc là được tượng trưng cho sự tốt tươi cho mùa màng. Vì các con cóc thường nếu như trong gia đình, các con cóc thường sống ở trong các cái góc nhà và sẽ thường đi bắt côn trùng rồi muỗi. Và như ở ngoài đồng ruộng thì các con cóc sẽ đi bắt những cái côn trùng cũng như các loài vật có hại cho mùa màng để cho cái mùa màng, những cái vụ lúa của người dân sẽ được tốt hơn. Và nhắc đến chú cóc thì chúng ta chắc hẳn đã biết đến cái câu chuyện dân gian rất là quen thuộc, đó chính là cóc kiện trời. Và vào thời xưa thì khi ông trời quên làm mưa thì đã làm cho mùa màng cũng như là mọi thứ trở nên khô cằn, các loài vật thì ngày càng chết dần chết mòn. Và thấy thế thì chú cóc đã tập hợp tất cả các cái loài vật để đi lên kiện ông trời. Và khi chú cóc lên kiện ông trời thì ông trời đã nhận ra rằng là mình quên làm mưa. Và ông trời đã thấy được là cái sự dũng cảm của chú cóc đã vượt qua bao nhiêu khó khăn cũng như là đã tập hợp được muôn loài để lên nói cho ông trời biết là ông trời đã quên làm mưa. Vì vậy thì ông trời đã nói với chú cóc rằng là mỗi khi cần làm mưa thì chú cóc hãy biết rằng thì ở trên trời ông sẽ làm mưa xuống cho mùa màng để cho các loài vật được sinh sống và phát triển cũng như là mùa màng được tốt hơn. Vậy thì trong đời sống sinh hoạt của người dân cũng như là người dân Việt Nam thì cái hình ảnh cóc đã quá quen thuộc cũng như là mang lại rất nhiều là lợi ích cho cuộc sống cũng như là mùa màng tốt tươi. Vậy thì cái hình ảnh về chú cóc cũng như là hình ảnh về thiềm thừ ba chân thì có ý nghĩa và cũng có sự liên quan gì đến nhau? Thì để nói về cái hình ảnh chú cóc thì đã được mang lên và tạo với cái hình ảnh là cóc thiềm thừ. Thì cóc thiềm thừ là một trong những loài vật mà ngày xưa là yêu tình yêu quái và chuyên đi hại nhân gian. Và sau khi đã gặp được Tiên Ông Lương Hải, Tiên Ông Lương Hải là một trong những đệ tử của Lã Độc Tân. Tiên Ông Lương Hải đã thần phục chú cóc và trong quá trình thu phục chú cóc thì chú cóc đã mất đi một chân bị thương, thì vì vậy sẽ có tên là cóc thiềm thừ ba chân. Và cóc thiềm thừ ba chân sau khi đã được thu phục thì đã được nghe Tiên Ông Lương Hải giảng đạo và truyền bá cho chú cóc những cái điều rất là tốt. Vì vậy sau một thời gian được truyền đạo thì chú cóc đã giác ngộ ra một điều rằng đó chính là sẽ phải đi cứu giúp cho nhân gian, mang phước lành cho nhân gian cũng như là mang những tiền tài và những cái tài lộc cũng như là các cái giá trị về vật chất cũng như là giá trị về tinh thần tốt đến cho người dân. Vì vậy thì các chú cóc thiềm thừ được rất nhiều người mang về để trang trí trưng bày trong nhà với một cái mong muốn cũng như là cái nguồn gốc ý nghĩa của cóc thiềm thừ mang lại, đó chính là mang lại những cái tiền tài cũng như là những điều tốt đẹp cho gia chủ. Và thiềm thừ thì luôn luôn hay sống ở những nơi sạch sẽ hoặc là những nơi có nhiều tiền của. Và khi mà thấy thiềm thừ ở đâu thì người dân sẽ đi đến đó thì sẽ thấy được rất là nhiều tiền vàng của cải để mang đến cho bản thân mình cũng như là cho gia đình mình. Vì vậy là các hình ảnh cóc thiềm thừ sẽ luôn được mọi người tìm mua mang về để sử dụng trong không gian nhà của mình, để với cầu mong đó chính là mang lại thật là nhiều tài lộc cũng như là tiền tài, những cái củ cải vật chất đến cho gia chủ. Vì vậy đó là một trong những ý nghĩa rất quan trọng mà khiến cho rất nhiều người thích và mua những cái mẫu thiềm thừ mang về để trang trí trưng bày trong nhà. Và cóc thiềm thừ thì sẽ luôn luôn được được chạm tạo hình là đứng trên các cái khối đồng tiền xung cổ hoặc là có thể kèm theo các cái thỏi vàng. Đấy, có một cái ý nghĩa là mang lại thật là những tiền tài của cải đến cho gia chủ. Và cóc thiềm thừ là một trong những hình ảnh cũng được được chạm tạo hình rất nhiều đối với các tượng gỗ. Tượng gỗ đó chính là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc cũng là một trong những cái hình ảnh mà gắn liền với các chú cóc thiềm thừ khi được được chạm tạo hình
các sản phẩm về đồ gỗ thiện. Và qua video ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về hình ảnh về con cóc ở trong đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam, và chú cóc đã mang lại những tác dụng gì, và chú cóc có ý nghĩa gì đối với cuộc sống người dân, và hình ảnh của chú cóc đã được tạo hình kết nối với lại cóc Kiền Thừ như thế nào để tạo ra một chú cóc Kiền Thừ có nhiều giá trị phong thủy đến như vậy, thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm rất là sâu. Thì quý vị nào theo dõi được video này và muốn mua các chú cóc Kiền Thừ về để trang trí trưng bày, mang những cái tài lộc đến cho gia đình mình, thì hãy liên hệ ngay tới đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại là 0968152070 và 0972282070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng. Quý vị nào theo dõi được video này nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh đồ gỗ Văn Sáu. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.